hỏi: "Nghe nói tỳ kheo có quyền cử tội tỳ kheo ni, nhưng tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo, vậy đó có phải là nam giới lấn áp nữ giới hay không?" Đáp: "Là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Trong Phật giáo không phân biệt cao thấp, đối xử đều bình đẳng. Nhưng ở đây nếu tỳ kheo có lỗi thì tỳ kheo ni có thể nói ra bất cứ lúc nào. Còn nếu tỳ kheo ni có lỗi thì tỳ kheo cũng có thể chỉ lỗi bất cứ lúc nào, chứ đâu có phải là nam lấn áp nữ hoặc nữ chèn ép nam. Về công tác làm việc, tuy có sự phân chia nam nữ, nhưng mỗi bên cũng không làm phiền lẫn nhau. Họ đều tôn trọng lẫn nhau, chứ không lấn ép nhau. Nếu như tôi có lỗi lầm thì người khác cũng có thể nêu ra bất cứ lúc nào." Hỏi: "Xin hỏi thế giới mà chúng ta đang sống đây có phải là Tây Phương Cực Lạc thế giới không, hay là còn có một thế giới ở một không gian nào khác nữa?" Đáp: "Chú muốn biết thì hãy tự mình đi xem thử coi." Hỏi: "Làm thế nào để đoạn trừ danh lợi dục vọng của người thế gian?" Đáp: "Một khi chết rồi thì đoạn được ngay." Hỏi: "Con có lòng tin Phật đã được 4-5 năm rồi, nhưng tại sao con vẫn còn bị loài tà ma quỷ quái theo quấy rầy?" Đáp: "Lạy Phật mà không thực lòng lạy là đã sai trái về nhân quả rồi, cho nên mới bị quả báo. Nhân quả báo ứng thì không sai sót một tơ hào. Dù con là người tin Phật, nhưng nếu con làm chuyện sai trái với nhân quả thì cũng bị báo ứng như thường. Cho nên tà ma ngoại đạo cũng sẽ tới để giáo huấn con đấy." Hỏi: "Có người nói phải nhất định trì tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng sớm, trước 5 giờ là tốt nhất. Xin hỏi có phải là vậy không?" Đáp: "Chỉ cần con trì tụng được bất cứ lúc nào thì lúc ấy đều là 5 giờ sáng cả." Hỏi: "Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con khai ngộ được tri kiến Phật." Đáp: "Kiến ngộ Phật tức hiểu rõ làm sao để thành Phật và có trí huệ như Phật, chứ không có chi là quyền bí cả." Hỏi: "Dựa vào giới luật Phật giáo thì giới điều của tỳ kheo ni nhiều hơn giới điều của tỳ kheo, vậy đó có phải là không bình đẳng chăng?" Đáp: "Về vấn đề này tôi thẳng thắn giải đáp cho quý vị là dựa vào căn bản mà nói, thì tỳ kheo ni là người nữ, và người nữ thì có thể sanh con, nhưng người nam thì không sanh con được. Bây giờ thì quý vị đã hiểu chưa?" Ha ha ha,